Dạ đi chúc Tết với ông nào. Ừ, chỗ đó ở đây ông ạ, đau quá. Tình đau như chiếc răng khổ là mình đau. Bị đau ở đây ạ. Ôi giời ơi, sưng to như thế này chắc là đau răng khôn rồi. Răng khôn hả ông? Ừ. Bây giờ chúng phải làm thế nào ông? Phải làm thế nào nhỉ? À, hỏi bác sĩ nha khoa tư vấn. Chào hai ông cháu ạ. Chào bác sĩ. Vâng. Tình trạng của bạn thì rất hay gặp ở độ tuổi của bạn, nó là tình trạng sưng đau răng khôn. Vì vậy mà do răng khôn mọc cuối cùng trên cung hàm nên nó sẽ gây xô lệch, mọc ngang, mọc lệch và lợn trùng. Vì vậy mà trong quá trình mình ăn uống nó sẽ bị rắt thức ăn vào đấy và gây cho bạn tình trạng sưng đau như thế này. Và tình trạng bạn thì xử lý rất là dễ dàng, là sau đó đầu tiên mình sẽ uống một đơn thuốc để mà mình sẽ giảm cái triệu chứng sưng đau của bạn đi. Sau đó thì khoảng 3-5 hôm khi mà triệu chứng của bạn đã hết rồi, mình sẽ đến phòng khám nha khoa để là mình nhổ cái răng khôn đi. Sau đó thì bạn ăn uống lại bình thường được và không có tái diễn cái tình trạng sưng đau này nữa. Mừng quá, cảm ơn bác sĩ.